Thế là mình sẽ ok, mình sẽ đọc nốt cái chỗ cây này, sau đó mình sẽ vào mình xây một cái hệ thống cửa để giảm nhiệt anh em ạ. Mình mới nghĩ ra cái thiết kế cho cái cửa chúng ta. Có lẽ là chúng ta chỉ nên hoạt động vào tầm sáng thôi anh em ạ. Vì mình đã có một cái kế hoạch để chuẩn bị cho chúng ta sống sót tầm 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 sáng này. Chống chọi được với cái nhiệt khắc nghiệt ở trên cái hành tinh này. Còn nó tầm tối thì hơi căng đấy. Tầm tối có con quái bắn xa. Gặp mấy con bắn xa chúng ta phải có khiên được anh em ạ. Xem tôi bị hết cái stick ở đây này, tự dưng cái này nó bị đổi lên trên này, có một cái khúc gỗ nào đấy nó khiến cho cây của chúng ta chưa 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 hết lá được đúng không? Đào hết rồi này, ok đào xuống rồi. Thêm tí thức ăn này. Ồ, có khoai tây thối anh em ạ. Cái này về sau làm có ích phết đấy, có lợi phết đấy. Không, có ích chứ không phải có lợi anh em. Nó sâu này. Rồi, mình như mình nói mình sẽ làm một cái hệ thống nước đúng không? Bây giờ nhà chúng ta cũng khá là an toàn rồi. Cái cửa đó. À hôm nay có tôi vào chơi thì có một cái phiên bản mới anh em ạ. Sao nó chỉ ra mỗi cái này vậy? Cửa của tôi đâu? Alo. Ừ. Rồi, kệ nó đi. Mất cái cửa đấy anh em ạ. Hôm nay tôi vào thì có phiên bản mới, tôi không biết là nó chính xác là nó cho chúng ta một cái cập nhật gì. Nhưng phiên bản mới này tôi chơi cảm thấy giác thấy khá là mượt anh em ạ. Lấy cái xô, bây giờ chúng ta sẽ làm mấy cửa hệ thống cửa mới anh em. Tôi sẽ phải test trước đây, nó làm bằng nước chảy ra ngoài à. Chúng ta phải đập thêm cái này nữa. Chúng ta phá vừa phải thôi. Ai chả nó chảy ra ngoài kiểu này à. Bạn có thể không chảy ra ngoài đâu. Sao lại xoay cái này ra để như này cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ bị rớt xuống phía dưới. Mình để đây thì cái này nó sẽ khiến cho nước bị tràn ra. Ở đây ví dụ như này nhé. Nước không tràn à? Khoan. Vậy có nghĩa là cái tấm này nó hút nước đúng không? À, có nghĩa là nước nó xuyên qua cái tấm này đúng không? À. Đây, chúng ta có cái tấm này đây. À. Ngon anh em ơi. Đây, chúng ta cứ đi qua cửa như này để chúng ta giảm nhiệt. Đó. Và cái cửa bên này cũng thế. Mình sẽ chỉnh lại.
Để chúng ta có một cái cửa kháng nhiệt ở đây. Chắc là đổ ở đây thôi nhỉ. Nước này nó sẽ chảy 8 ô nhé anh em nhé. À, để mình xem là factory block à. Mình chế tạo được cái block này không? Đây này. Không được anh em ạ. Cái này chúng ta phải chi dầu từ từ cái factory block này. Sắt và đá. U được 32 miếng cơ. Cái này là sau này anh em ạ. Vậy thì chúng ta có thể dùng tạm. Mình muốn đắp nắp lại cái ô này để cho nó đỡ chảy nước ra ngoài đây nha. Đây như này này. Ok. Nó vẫn chảy ra ngoài. Ok. Vậy là chúng ta phải có thêm một ô đây và đi ngủ với lại. Đỡ quái, đỡ quái. Tầm đêm nó có con quái bay ấy. Đi ngủ rồi đã. Đầu rớt. À không, cái này là cây rụng xuống mình chưa 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 gì đấy. Với cửa như này chúng ta không sợ bị nóng nữa rồi, đi ra đi vào rất là thoải mái. Nhưng mà bên kia nó lại chảy ra ngoài. Chảy ra ngoài là vấn đề này anh em ạ. Nó sẽ chảy đi mất cái phần đuốc của chúng ta thắp sáng để tránh quái đấy. Mình nghĩ là đập hai cục cái gì nó sẽ không 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 chảy ra nữa. Ô này xấu nhỉ, tự dưng bị quay ngược lại. Để mình xem còn cái hình nào. Đây đây đây, hai cái này khác nhau à? Sao không à? Nó không còn cái tấm hình tròn nữa rồi, à quên, tấm hình vuông nữa rồi anh em ạ. Đấy, chúng ta phải dùng tạm cái tấm này. Lắp cái kiểu gì đây? Mình sẽ cố gắng gọi là chỉnh sửa ít nhất có thể. Nó chảy ở đây à? Bên này nó lại không chảy nhỉ? Why? Đấy. Bên ngoài này thì có thể là do nó bị thấp quá. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một chút. Chảy. Còn hai cái tấm này nữa. Sao nó vẫn chảy ra ngoài nhỉ?
trong khi bên này không bị chảy. Có thể do hai cái tấm này, còn bên kia nó là tấm hình vuông ấy. À quên, tấm hộp khối chứ không phải hộp cầu thang. Để xem có. Rồi, hai tấm này không dùng để làm gì à? Thay bằng hai tấm vuông thì nước có chảy ra không? Vẫn chảy bất chấp luôn. Vậy nếu cái chỗ này nó là tấm slab thì sao? Đây, slab là cái tấm gọi là một nửa đây anh em này. Chảy. Chỗ này căng thẳng nhỉ. Factory box. Này giống nhau đúng không? Ừ, giống nhau, bên này thì không bị chảy. Tuyệt vời. Ừ. Còn bên này thì bị à. Có thể là do như thế này. Đúng không? Đúng vậy. Đúng rồi anh chúng ta phải đào trước. Con game này nó vậy. Ta phải đào lỗ trước sau chúng ta có thể thao đắp lại mà không sợ bị nó chảy, nghe hợp lý. Và cuối cùng là chúng ta bị thiếu mất hai miếng ở đây, chỗ nào đục đục khoét khoét được hai cục ra chỗ này à, ghế thuyền trưởng à. Nước chảy linh láng, xung quanh toàn là nước ê. Rồi. Đó, chúng ta lấp lại. Đó, rồi. Vậy là có hai cái cửa. Thùng này để lại đây đi. Rồi, thế là xong hệ thống cửa giảm nhiệt. Lần trước thì mình đang định xây cái bút farm ở đây này anh em này. Nhưng mà cái này nó cao quá. Nó xây khá là kỳ công ấy. Nên chúng ta sẽ chuyển qua xây một cái nhỏ hơn để mình test trước. Có vài thứ mình cần test. Cái thứ nhất mình muốn test là quái nó có xuất hiện ở trên những cái tấm gỗ hay không. Tấm gỗ chính là cái này này anh em này. Oak wood plank này. Đấy, cái vấn đề là nó có xuất hiện ở trên đấy không. Mình sẽ chọn một cái khu ở đây đi. Thế cái này thì cũng đơn giản thôi. Mình dọn nhẹ chỗ này một chút. Ô, xây đè lên được cả tấm cát đây. Đây, chỗ nó nhỏ nhỏ ấy thôi. Tép trước trước rồi. Chúng ta cần một cái bàn chế tạo ở đây nữa. năm 30 đi. Ok.
tầm này. Ừ. 30 tấm thì được rồi. Chúng ta đang bắt đầu bị đói đấy. Nên chúng ta sẽ cố gắng xây dựng nhanh nha. Xây nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Để chúng ta test lại. Hai gu thêm một ô nữa, mình đang phải hoàn thành cái mốt pha này nhanh hơn chút. Bây giờ chúng ta đang rất thiếu đồ. Cái mốt farm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một lượng tài nguyên. Ây da. À khoan. Thế này thì thiếu gỗ anh em ạ. Thiếu một chút gỗ. Nóng nóng nóng, bắt đầu trời nóng đấy. Anh em lưu ý cái mod farm này chỉ hoạt động ở trong một vài bản mod thôi nhé. Cục này chúng ta sẽ dùng để bước lên trên. Cục này thì thừa này. Đặt vào quả táo à? Ngon quá này. À, tầm tối thì nhiệt độ lại giảm rồi. 10 giờ 27 thì chúng ta có thể ngủ được. Mấy lần mình để ý mời tầm 10 giờ 27 nhé. Ngủ nó lại không tăng phần thức ăn lên nó mới đau chứ. Trong này thì sẽ tối om đúng không? Nó có cái nút kiểm tra không nhỉ? Có luôn này, trong này tối om luôn này. Vấn đề là mình xây gần nhà quá. Nó sẽ không hoạt động, nó sẽ không xuất hiện quái thì phải. Chúng ta thử đi xa xa một chút xem. Qua đây mình lấy thêm ít xương rồng để chúng ta làm nước. Cái này thì cứ xây test thôi anh em ạ. Nó mà không hoạt động thì chúng ta sẽ chỉnh sửa dần dần. Ví dụ như ở gần nhà quá nó không hoạt động chẳng hạn. Thì mình sẽ xây xa hơn. Chưa thấy con nào xuất hiện cả. Xương rồng để xem có chế tạo cái gì không. Cactus chest, nước ép. Còn cái này là bách que, cái này nó làm nước ép nữa. Không được thì phải có đồ ăn thức uống luôn anh em ạ. Cái này này, sugar cane này, chúng ta làm đường này. Mấy cái lọ đâu ta? Dirty à? Dirty này lọc ra filter nấu lên cái thằng water bottle. Ủa, trước mình nhớ mình có ba cái bình mà. À đây. Múc từ đây được đúng không? Đứng này có mát không? Đấy, mát ngay. Bình nước này. Đường này. À, sugar cane. À, sugar đúng không? Cái này uống được. Cái đấy để chúng ta không bị khát nữa anh em ạ. Nó thi thoảng nó sẽ có một một vài trường hợp nó sẽ khiến cho chúng ta bị
hiệu ứng khát ấy. Thì cái đấy nó sẽ giúp người ta hết khát. Còn đây mới là cái súp cơ. Súp này căng đấy, xương gà. Làm cái đấy lấy đâu ra thế này. Đây thu hoạch này. Đường này, lúa mì này. Khoai tây này. Bây giờ cũng mới có một cục lúa mì đây thôi, hai cục mì. Bây giờ phải gọi là cục lúa mì đấy các bạn. Nấu nướng khoai tây lên này, táo nướng được không? Được táo apple sauce. Cái này làm cái gì? Sắt, đồng, thép. Cái đấy thì chúng ta lại chưa có. Mà nó đốt cái gì? Đốt than củi à? Đâu? Sao nó lại đốt than củi lên nhỉ? Lúa mì xem chế tạo được cái gì? Bột mì à? Bột bánh này. Mì này, ấy à, dao cắt ra mì. Bột bánh. Bột bánh này làm cái gì? Bột bánh này cao siêu lắm. Chưa 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 chưa. Đâu chúng ta phải chế tạo cái gì nó đơn giản trước để chúng ta ăn. Bột mì này. Bột mì phải sô cô la. Cái gì đơn giản này? Cái này phải có trứng này. Cái này phải có xương này. Nước muối chưa có. Này chúng ta cần phải giải quyết vấn đề thức ăn nữa cơ. Đứng đây tí cho mát. Còn táo thì sao? Làm cái pot này chưa được. Plain à, plain yogurt. Plain yogurt này nó là cái gì này? Sữa à? Sữa thì phải có bò. Hai quả táo à? Cái này cái juicer à? Stone với lại stone presser. Chúng ta phải có đá. Ái chà, căng đấy. Cứ đi ra đi vào này, giảm nhiệt được này. Đừng để tắc thở được. Mình vừa nghĩ ra cái gì nhỉ? À, máy tạo đá anh em Stone Generator à? Đây đúng không? Copper Stone Generator. Đây. Chúng ta cần một miếng kính. 6 viên đá. Một số lava và một số nước. Số này có cần phải số sắt không? Để chúng ta sản xuất đá. Quái xuất hiện chưa? Chưa thấy xuất hiện. Chà. Ví dụ đây ô bao nhiêu vậy? 27 đúng không? 26. Mình đứng ở tầm 200 để xem. Cảm ơn. 45 50 đây tầm này đúng không? 20 ô. Theo lý thuyết thì đứng xa tầm 20 ô này là quái có thể xuất hiện được này. Và chắc là vì lý do gì đấy mà nó chưa xuất hiện được. Ok, vậy là chúng ta đã biết được cái bot farm nhỏ nhỏ mini này là không hoạt động được. Chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch thôi anh em ạ. Đầy nước rồi này. Chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch.
Nam qua cái máy tạo đá đó. Đây. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải có đá. Hiện tại mình đang có trong người là không cục đá nào cả. Trong kho cũng là không. Chà, căng đấy. Ở đây chúng ta chỉ có 3 cục đất thôi. Ta cần ít nhất là 9 cục đất cơ. Về cách kiếm đất nhanh nhất là chúng ta sử dụng xương rồng. Với cái lượng xương rồng này chúng ta phải nhặt được hết. Ui đấy. Hơi đen cái là nó rớt vào cái cục xương rồng bên cạnh. Nó sẽ mất. Đấy. Hên thì chúng ta sẽ nhặt được. Tiện thì mình mở rộng luôn. Đấy, anh em có thể thấy một vài cục nó bị rớt vào, nó rớt bất luôn đấy. Đến đây là đẹp rồi này. Đấy. Chỗ này chúng ta thêm 2 cục đất nữa. Căng đấy. Còn xô nham thạch và xô nước thì đơn giản thôi. Nước đây mình có này, nham thạch đây mình có rồi này. Đấy, giờ chỉ cần lấy đá thôi. Đá thì chúng ta lại không thể đào trực tiếp bên dưới đất được anh em nhé. Đấy là cái khó khăn ở trong bản mốt này. Trời bắt đầu tối đấy. Nhanh lắm. Bút farm không hoạt động à. Cũng may là chúng ta có táo. Lâu lâu nó sẽ reset lại. Chúng ta ăn táo sẽ không bị ngấy. Đó, sẽ tăng cái phần thức ăn chúng ta lên. Rất tuyệt vời. Chưa rồi, đập hết táo thì nó có mọc táo nữa không ta? Oak leaf. Oh. Mình để đây xem nhé. Để xem nó có mọc không kìa. Sẽ mọc táo nhé. Không mọc táo hơi vấn đề đấy. À, với lại mình nhớ lại trước đây mình chơi Tinker ấy thì xương rồng nó cũng có thể làm thành phần cho vũ khí, cho đồ đạc được anh em ạ. Cái chức năng của xương rồng nó là hồi phục độ bền, rất tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ test thử xem là trong bản mốt này nó có hoạt động không. Nó hoạt động gì tuyệt vời không, mặt trời luôn. Có mọc táo đâu, có vẻ chỉ không mọc rồi anh em, nó chỉ mọc một lần thôi. Ừ, được luôn anh em này, đầu rìu bằng các tớt này. Tớt đấy luôn. Còn chúng ta sẽ thay đổi cái thành phần của nó. Ricky. Ồ, đừng bảo là cầm vào bị sát thương nhé. Đó. Không bị anh em ạ. Và sẽ hơi khác tại vì trước đây ấy, thì
Xương rồng nó sẽ giúp chúng ta gọi là hồi phục độ bền cho vật đồ vật anh em ạ. Bây giờ nó thay bằng cái này, thay bằng gỗ cũng được, stone, cái này là làm hoàn toàn bằng đá luôn. Ok, để mình thay thế thử xem. Tấn công chỉ có 3.4 thôi à? Tay cầm như thế nào? Tay cầm đổi thành tay cầm thôi. Cái đen nhất là chúng ta đổi vào mà nó bị gây sát thương cho người người à, khi mà chúng ta block thì sẽ gây sát thương cho kẻ tấn công chúng ta à, hay đấy anh em ạ, cũng hay. Durability từ 140 xuống còn có 118. Khoan, chúng ta có thể dùng cái này, chúng ta đổi cái khác được không? Được, cái này à, sau này chúng ta có thể dùng để cát được em ạ. Khuôn làm để làm cái khuôn cũng được, không sao ạ. Sai, chúng ta làm lại. Rồi, mình sẽ thay bằng cái khác ha. Lưỡi kiếm thì không được rồi. Kiếm này nó làm từ cái gì nhỉ? Đây đúng không? À, quay gà. Mỗi cái bộ phận nó sẽ có một cái chức năng khác nhau ấy. Thì mình muốn test thử xem. À không, thế à? Vẫn thế à? 171 đam vẫn thế, độ bền tăng đúng không? Đúng vậy, độ bền tăng từ 140 lên 171, đam vẫn là 5. Không biết mình sửa bằng xương rồng được không nhỉ? Nếu mà sửa được bằng xương rồng là tuyệt vời. Không được anh em ạ, có lẽ nó sửa theo cái lưỡi kiếm, nó sẽ sửa bằng đá. Đá tầm này mình chưa có. Lúa mì chúng ta cần thêm một cái ô đất để trồng lúa mì nữa ha, đang thiếu thực phẩm quá. Ba cục đất, 6 cục. Cứ thêm một ô lúa mì đây trước đi. À, thế thôi. Chúng ta có 5 cục đất, 4 cục đất nữa. Chúng ta sẽ có máy tạo đá này. Đất. Xem có shear bằng gỗ không? Không có. Thấp nhất là lên bằng sắt steel. Để mình cắt lá làm đất đấy mà, đâu nhỉ? Mình cho vào cái thùng kia này, nó không nói ở đây nhỉ? Đây đúng không ạ? Crafting. Còn cái này sao? À, rồi. Cái này kiếm đâu? Pile of dirt. Cái này dùng để làm gì nhỉ? Không tác dụng gì lắm. Ô, không thấy nó nói đến cái việc chúng ta cho vào đây để chúng ta làm đất nhỉ? Cho vào thùng này. Xương rồng thì mình nhiều lắm. Mới trồng nó mọc và tùm hết lên này. Vấn đề là lúc rơi xuống thì nó lại
Rớt hết vào mấy cây chưa? Mất. Ta có năm cục đất này, chúng ta cần thêm ít nhất là ba bốn cục đất nữa. Mình có thể mình hy sinh cái chỗ đất ở chỗ chỗ ruộng của chúng ta đấy để chúng ta làm. Chà, căng kìa.